kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là địa phận xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Từ cái vị trí này mà đi ra tỉnh lộ 328 là khoảng 1 cây số. Từ đây đi Sài Gòn khoảng bao nhiêu cây anh nhỉ? Sài Gòn nó đi khoảng trăm mấy, trăm rưỡi, trăm bảy cây. Trăm rưỡi cây, trăm ba. Từ vị trí này mà đi ra đến chợ Bà Tô là khoảng 19 cây, sắp xỉ 20 cây. Còn đi về thành phố Vũng Tàu là khoảng 60 cây, hơn 60 cây. Đi thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 cây. Ừ, 100 cây. Chiều ngang cái này là khoảng 45 mét. Đất đỏ đẹp tuyệt vời luôn. Đây nó bắt đầu từ cái cột điện này, giáp danh giữa cái vườn điều với lại vườn tiêu. Tiêu điều này, một bên trồng tiêu, một bên trồng điều. Đây. Đó, đất rất là vuông vức, đẹp, thẳng luôn, quý vị thấy. Còn đây là mặt tiền đường này. Đây là đường nhựa quý vị nhá. Giá đang chào bán cho nô đất này là 4 tỷ một hecta, diện tích cũng một hecta luôn. Đấy, đang trồng tiêu, ai à, quên, đang trồng điều. Điều này rất to, cây này to đó. Đất đỏ đẹp tuyệt vời. Và xin nhắc lại với quý vị là khoảng cách từ đây mà đi thành phố Vũng Tàu thì khoảng 60 cây, còn đi về thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 cây. Đây, của mình là hết cái cọc bê tông đây. Đúng 1 hecta đúng không anh? Đúng 1 hecta luôn. Rất là vuông vức. Quá đẹp luôn. 4 tỷ này. Đất này trồng cái gì cũng tốt. Tuyệt vời. Quá đỏ luôn. Đất đỏ. Đây, đứng vào đây cho quý vị thấy. Đây. Quay. Tươi xốp. Đấy, thẳng luôn. Những cái hàng cây họ trồng thẳng này nên đất của mình rất là thẳng. Rồi, quý vị nào có nhu cầu mua lô đất đây nhé, tầm 4 tỷ một hecta thì vô cùng tuyệt vời đấy. Làm vườn, làm. Và đặc biệt là cái khu này là khu dân cư, đường nhựa, thứ là ok hết rồi. Và đây người ta đã làm cái hệ thống cống thoát nước này. Đó. Cho hai bên đó. Rồi. Rồi xin chào quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.